Chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, hôm nay mình nấu cháo cá lóc rau đắng chai nha cả nhà. Ở đây thì mình cũng có nấm rơm nè, có miếng đậu hũ nè, có ba khứa cá lóc chai mình tự làm hôm qua nè. Ở đây thì có cà rốt nè, có giá nè. Mình thì ngoài vườn mình có rau đắng nha cả nhà. Lát mình đi cắt mớ rau đắng vô để mình ăn với cháo. Giờ mời cả nhà cùng vào bếp với mình nha. Mời cả nhà cùng mình đi ra vườn nha. Ra vườn mình cắt rau đắng với nhỏ hành rồi vô để ăn cháo cả nhà ơi. Nhỏ nhiều hành nữa vô được rồi cả nhà. Đằng kia nó cũng có hẹ nữa kìa. Mà thôi mình ăn với rau đắng với giá thôi. Rau củ giá đồ rau rồi để mình ăn cháo. Mình sẽ cho muối mình ăn với rau. Sáng mình mua 20 nghìn. Cứ ngỡ là rau đắng nó ít hay là nó cắt một sợi như vậy mà cũng vẫn còn. Rồi mình sẽ lặt. Rau đắng nhà mình chậm ăn thôi. Rồi, bây giờ mình cũng rửa rau với rửa nấm xong rồi. Bây giờ mình nấu cháo cả nhà. Cháo này để mình rang gạo thôi cả nhà. Nấu cháo mình rang gạo nó thơm lắm. Rau gạo này. Mình rang xong đi rồi mình hãy đi vô mình nấu. Bây giờ mình gạo mình rang nó được cũng được rồi. Mình nhắc xuống mình đi vô mình nấu. Mình rang nó hơi đục đục vậy là được. Cái cháo này để mình nấu cháo. Mình làm cái gì mình cũng thích nên nấu trong cái chảo vậy nè. Trong nước rồi. Vô rồi nè, gạo mình cũng đi vô rồi nè. Cho cà rốt với đậu hũ nữa. Cá thì mình cho sao. Cho vô nồi cháo này một muỗng muối, chút xíu bột ngọt. Cháo này mình cũng nấu nãy giờ được lúc rồi. Mình sẽ cho ba khứa cá lóc vô nha. Cá lóc chai nha. Đây là một bữa hạt lim, một muỗng đường, một xíu nước mắm nha. Cơm mắm chài hành nè, chị cho góp hành nha, cháo gà nè. Mẹ ơi. Ê, cô mẹ nấu cái tàu được chưa? Ông mèo được hả? Có bầu chưa? Con mèo được, nó không có bầu được, giống như con trai đâu có bầu. Nó là con trai mà.
Cô mèo nó đẻ. Ở đây mình cũng có mớ rau đắng với giá nè. Đắng ạ. Mình cũng biết được con cháu rồi. Tự nhiên con què cho nè. À, cho hành lá vô. Cho hành phi vô luôn. Phi vô luôn. Tiêu. Chào cả nhà nha. Chào cô chú. Nấu cháo cá lóc chay rau đắng cũng xong rồi. Giờ mày cả nhà ăn với mình nha. Con trai thì ngồi lơi giúp vui chơi thôi, cả nhà không có ăn. Chơi phiêu phai giống dai địa quyền thoại. Ở đây thì mình cũng có để ớt đồ đầy đủ hết trơn. Giờ mình cho thêm rau đắng nữa. Mình thích ăn rau đắng. Biết phiêu mẹ biết phiêu phai gì không? Không. Phiêu phai không. Nè, phiêu phai chống ra viện thoại. Phiêu phai á. Mê nhưng mà cũng phải gắng học nha. Học không ngoan là mẹ không thương à. Mày cả nhà ăn cháo với mình nha. Cháo cá lóc dài rau đắng. Hôm qua mình làm cá lóc ha, mình kho tiêu á với nấu canh chua rồi cái mẹ ơi à. Thấy con chơi game giỏi không? Giỏi. Nhưng mà học cũng phải giỏi nha. Nhưng mà chơi game con được hình vàng rồi nè. Được vàng nè. Rồi đó mẹ ăn. Nhưng mà tới vàng mạnh, vàng đỏ hay là hắn. Này nè. Hồi nãy hắn tới đây nè. Mình cái nhà ăn cá lóc nha. Cá lóc chai nha. Mèo mẹ có bắn lần qua ăn chai. Trứng mẹ làm cho rồi có trứng không? Nhưng mà con ăn sớm. Cũng gà gà không có đẻ. Có đẻ mình lấy mình ăn. Cả nhà ơi, mình đang ăn mà mình thấy chó nó đẻ. Cả nhà để mình gọi cho cả nhà xem nha. Nè. Ôi một con ra luôn rồi. Mình cũng không biết gì sao nữa. Lần đầu tiên mình mới thấy chó nó đẻ vậy đó. Bịch kìa. Ủa mình cũng không biết làm sao nhưng cả nhà chó ngủ nó đẻ nằm trong bịch rồi cả nhà. Ôi thấy cưng không? Có một con một vậy. Đi lại đây nè, mày đứng đó đi. Không có, con không đụng chó nha. Chó nó đẻ rồi là nó dữ lắm á. Quen. Ở sao nó xíu mà không được kìa. Quen nó cũng thấy cưng quá cả nhà ơi. Sao hồi đó giờ mình không có nuôi chó mà nó đẻ như vậy cho nên mình cũng không biết có phải là nó đẻ trong cái bịch cơ. Nó tháo mà không được không kìa. Ngọt chết rồi sao? Nó kệ nó tự nó làm chứ sao mình biết được. Ủa chó của chú ép trời. Mới đẻ mà. Mới sao có một con à. Ủa khôn hay nó cắn cho nó lợi. Lần đầu tiên mới làm mẹ mà biết ghê ha. Chó này chó tơ của mình là cái nhà mình nuôi nó nè. Lần đầu tiên nó mới đẻ đó. Mình nó vuốt nó xíu thì sao chó nó vuốt được. Biết nó. Lần đầu tiên mới đẻ mà thấy cũng gành quá ha. Xé cái bịch ra luôn. Xé con... cái bịch liếm. Ủa, con. Sao con ngoài không cử động với trang. Ủa biết nó. Cả nhà mình la ngon mà mình thấy chó đẻ rồi mình ăn cũng hết nổi luôn rồi. Hẹn cả nhà quay video kế tiếp nha. Bye bye. Bye bye chào cô chú.